Toyota Yaris Cross bản Đông Nam Á vừa chính thức mở bán tại Indonesia, một tháng sau ngày xe chào sân cũng tại quốc gia này. Trong tuần này, tức là tròn một tháng sau ngày ra mắt khu vực, Toyota Yaris Cross bản Đông Nam Á đã chính thức mở bán tại Indonesia. Mẫu xe này cũng sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Động cơ xe trên phiên bản tiêu chuẩn tại Indonesia là loại 1.54 xi lanh hút khí tự nhiên có công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Xe dẫn động cầu trước và dùng hộp số CVT có tùy chọn số sàn. Bản hybrid cao cấp hơn chạy động cơ có công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm và là bản điện hóa duy nhất đội hình. Motor điện có thông số 79 mã lực và 141 Nm. Hộp số mặc định là loại tự động. Một điểm lưu ý trên bản hybrid là thể tích bình xăng chỉ là 36 lít so với 42 lít của bản thường. Về kích thước, Toyota Yaris Cross dài 4.310 mm, rộng 1.770 mm và cao 1.615 mm, cùng khoảng sáng gầm xe là 2.620 mm. Kích thước này gần bằng Honda HR-V 4385, 1790, 1590 mm. Mọi phiên bản Toyota Yaris Cross tại Indonesia đều có trợ lực lái điện tử, phuộc MacPherson trước và thanh xoắn sau cùng phanh đĩa trước sau. Toyota Yaris Cross tiêu chuẩn dùng mâm hợp kim 17 inch kèm lốp 215/60, đèn pha LED, đèn sương mù trước, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, phanh tay điện tử, điều hòa chỉnh tay, 6 túi khí, cùng nội thất bọc vải. Bản cao cấp hơn thay mâm sang loại 18 inch. Lốp 215/55, cửa hậu chỉnh điện rảnh tay, ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số, đa chế độ lại, camera hành trình, ghế bọc da, điều hòa tự động, cùng màn trung tâm 10,1 inch. Cuối cùng, bản cao nhất có mọi trang bị của bản giữa, nhưng bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh kèm chắn nắng chỉnh điện, đồ họa hiển thị thông tin hệ thống hybrid, bàn sạc điện thoại không dây và đèn nền. Gói Toyota Safety Sense trên bản này bổ sung phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn. Cruise Control thích ứng, cảnh báo va chạm trước và đèn pha tự động. Giá khởi điểm Yaris Cross tại Indonesia là 554,4 triệu đồng sau quy đổi.